నేను తండయ్యను నేను hai nước mắm một tương thôi chị, em ăn nước mắm luôn, tương có đậu nành tao cũng ăn. Rau má uống đi tiếng cấm niêm à con niêm, đúng rồi vậy hả, thôi giờ kêu đổi nữa tại chữ thôi. Ừ, vậy ăn mắm niêm nó ngon hơn chứ. Đây gà tàu à, tốt à. Mòn luôn ha. Sáng trưng. Cái gì tại chị nha, chị nói nha, chị đừng có nói em. Nó tráng lên này, còn nem nướng không? Để hồi bên trái nó bay. Đây là cái gì ạ? Đu đủ hay cái gì? Đu đủ. Dưa. Ờ, cái rau nhìn đã không? À, tương. Mắm. Với lại nước mắm. Bớt chị. Bớt đi chị, bớt chưa? Ngon, mình ta cái này ngon. Đây món chính này, nem nướng. Này rất là ngon. Ok. Thôi ăn đi quý vị ơi. Là cuốn 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 đi cho em quay đi. Cuốn ấy, cuốn ấy. Ý là ba cuốn cái gì với cái gì đó mà. Dừa. Rau. 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 Đó là gì, cải chua hả? Cái gì? Dưa hả? Dưa, đậu, đậu chua, cái, khế, rau, rau sống. Ờ. Nem nướng. Ngon quá chị. Ăn đi, dở mà chơi hoài, ăn đi. Thank you.